Mến chào ông bà cô chú anh chị và các bạn nha. Em đang đứng trước chợ Vĩnh Điện nè ông bà cô chú anh chị và các bạn ơi. Thì ở trước chợ Vĩnh Điện á, thì những ngày giáp Tết á, thì em thấy cái xe bánh mì hai chị em nè. Đó, trời ơi, thấy hai chị em đây. Nè, đây là mình thấy là bánh tráng nướng Đà Lạt nè, bánh mì nướng muối ớt nè, trứng gà nướng rồi thịt nướng cuốn, bánh nước Hội An nè, bánh khoai dừa, bánh tráng trộn, số điện thoại để hàng nè ông bà cô chú. À, trước chợ luôn, đây là sẵn tiện, đây là ghi hình. Dạ, cảm ơn chị nha. Dạ, đây là chia sẻ cho ông bà cô chú anh chị và các bạn. Thôi thôi, coi nhìn nè. Đấy, thịt nướng hấp dẫn ghê không? Quá trời đồ ngon. Quá trời đồ ngon. Dạ, chào chị gái nha. Mình bán là từ mấy giờ tới mấy giờ chị? Dạ, 2 giờ chiều tới 10 giờ đêm anh ơi. 2 giờ chiều đến 10 giờ đêm. Dạ, đây là bánh mì thịt nướng ha. Bánh mì nướng muối ớt. À, bánh mì nướng muối ớt ha. Dạ. Thịt nướng cuốn bánh nướng nữa nè. À, thịt nướng nè. Để em đây định bà mình bán đó. À, đây là thịt nướng muối ớt hả? Thịt nướng cuốn bánh ướt. Cuốn bánh nướt hả? Dạ, có rau sống nè, bánh nướt. Ô, lạ vậy? Thịt dạ. Nướng cuốn bánh nướt. À, tức là có bánh nướt ở trong đó nữa hả? Đúng rồi. Dạ. Sống nè, rồi cánh bánh nem, nước tương. Dạ, giống như bánh mì nướng đó là bao nhiêu chị gái? 15 ngàn. À, 15 ngàn. Còn cái món thịt nướng gì của chị cuốn bánh nướt đó là bao nhiêu? Dạ, 8 ca một xiên. 8 ca, 8 ngàn. 8 ngàn một xiên này. Dạ, dạ. Ôi, lạ quá, chẳng nó hấp dẫn nha. Đặc biệt là hai chị gái rất là đẹp gái. Ừ, hai chị gái dễ thương. Dạ. Cô thường ăn không cô? Cô hả? Dạ. Liên tục hả cô? À, chuẩn bị sắm sửa Tết rồi xong hết chưa cô? Rồi xong hết rồi. Xong hết rồi hả cô? Dạ. À, cô sắm sửa Tết xong hết rồi. Bây giờ đang là về quê ăn Tết mà. Chị bán miết tới khoảng mấy giờ là kết thúc? 10 giờ đêm á hả? Dạ. Chị bán thì có khi hơn. Dạ. Khi nào họ vắng khách thì mình về. Dạ, mấy bữa nay chợ cũng đông không chị? Có. Giờ chợ còn nắng đó chứ. Nhưng mà khoảng mấy giờ là thường đông chị ạ? Khoảng 5 6 giờ là bắt đầu vô mưa giờ có điểm. À, 5 5 6 giờ là bữa đông. Giờ đêm tới đông đó. Dạ, giờ đó là bữa đông. Dạ. 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 Giờ đó người ta đi làm về xong rồi rảnh rỗi á. Dạ. Hôm nay do là mình đi sớm quá, mình trời, đi nắng, nắng quá trời. Ừ. Em thấy nắng quá trời quá đất luôn chứ. Chứ mọi khi là giờ trời cũng đông rồi đó. Dạ. Đi nắng quá. Bánh mì nướng muối ớt. Ừ. Đã quá. Bánh mì nướng muối ớt. 15 ca một ổ nha. Mình là người ở đây à. Em là người Quảng Ngãi. Nhưng mà có vợ ở đây. Dạ. 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 Bây giờ về quê vợ. Tiện tiện đây chia sẻ những món ăn ẩm thực cho bà con cô chú. Cho chị Linh Linh sống cuộc sống Sài Gòn TV luôn. Okay. Để ở trước chợ Vĩnh Điện nha ông bà cô chú. Cái đây là mình bán ngày nào mà chị gái cũng bán luôn á hả? Dạ. Dạ, ngày nào cũng bán. Ông bà cô chú nào mà có dịp về quê hương á hoặc đi ngang về đây thì có thể ghé đây thưởng thức nha. Trời ơi. Bán hàng ngày luôn. Có số điện thoại của chị phía trước á. À. Không, mình nữa được. Đây là bánh mì Đà Nẵng, bánh mì Quảng Nam nó khác không? Nhìn cái này nước sốt đặc biệt. À, cái sau này chín chưa? Sau này chín chưa? Cái này sau. Sau này chín rồi cho em sau đi, em thưởng thức đi. Chặt nữa rồi. Đó, một xiên này là 8 ca nha. Ù, nóng quá. Nóng hổi luôn. Ẩm thực đường phố mà. Nóng hổi luôn. Dạ. Hai cái bánh luôn. Qua chị làm bánh trước cho khách thì rồi thưởng thức. Em thử đi, thử thì xin nước ở đây. Dạ. Thử cái khẩu vị thử có ngon không? Dạ. Đặc trưng tiếng Quảng không? Mình nhìn cái thau mình kích. À, chị kia là làm bánh chân nướng hả? À, nhìn cái trên cái quầy của chị gái nè, hai chị gái nè. À, hấp dẫn lắm ông bà cô chú. Kia là chị làm bánh tráng nướng. Kế bàn có ốc hút luôn các bạn. Trời ơi. Dạ. Ốc hút rồi. Trời ơi, ốc hút là cũng đặc trưng của xứ Quảng đó nghe ông bà cô chú. Dạ. Trứng gà nướng đồ nữa. Thơm phức á, bánh tráng nướng thơm.
Nói chung là kế bên luôn, ông bà cô chú đi vô dọc dọc là nhìn thấy quầy bánh tráng nướng, thịt nướng rồi ốc hút rồi trà đã lắm. À, bánh tráng nướng này là bao nhiêu cái chị ha? 15.000 một cái. Dạ. Bánh mì bánh tráng. Thường mà khách vô mua nhiều nhất là khoảng bao nhiêu cái chị gái? 100 cái hả? 5 cái hả? À. Ý là em muốn là một khách mà mua nhiều nhất á. Tùy em nghe. Dạ. 50 cái. Dạ. Đủ hết. Dạ. Như là hai ba đứa thì họ có thể hai mua một đứa có 2 cái. Dạ. Đó, kêu là hai bánh hai chị em. Ôi, ốc hút nè ông bà cô chú. Kế bên luôn. Cái này ngon lắm. Dạ. Đó. Ốc hút là bao nhiêu lon cô? 25. 25. Dạ. Ốc hút là 25 luôn nha, kế bên luôn. Trời ơi, đã không, hấp dẫn không? Có bánh xèo nữa. Có bánh xèo nữa ha. Đây này, quay chúng tôi bánh xèo chứ. Có bánh xèo nữa kìa, bánh xèo hiện tại. Bánh xèo em quay bánh xèo Sài Gòn, bánh xèo của các em bé, ba chị em một cũng hấp dẫn lắm nha. Bánh xèo nhí Sài Gòn đó ông bà cô chú. Nhưng mà bánh xèo nhí là bánh xèo của miền Tây, còn đây là bánh xèo của miền Trung, nó khác. Rồi, cảm ơn cô nha. Dạ. Tiếp tục qua đây hai chị em, hôm nay là thấy hai chị em, đặc trưng luôn đúng không? Thôi các bạn, mình nói là hồi nãy mình thấy cái, bây giờ đây mình thưởng thức cái này nè, mình sẽ thưởng thức nha. Đây một xiên là 8k nha ông bà cô chú. Nhưng mà trong đó là có một bánh ướt, có một cái bánh ướt, có một cái bánh tráng rau sống, có một cái bánh ướt, một bánh tráng trống, ngon lắm. Dạ rồi, mình lấy khẩu trang đây. Ăn cảm nhận luôn. Dạ, cảm nhận để chia sẻ cho ông bà cô chú. Rồi em mời ông bà cô chú nha, khi về Quảng Nam, khi về chợ Vĩnh Điện, đặc biệt là các ông bà cô chú mà Việt Kiều xa quê hương đó, nhìn lại những hình ảnh về chợ Vĩnh Điện cũng như là ẩm thực chợ quê. Ngon. Mà đó là em đang không đó, nhưng mà khi mà ngồi vô ăn á là có một cái bánh ướt nè, một cái cây thịt, một lớp bánh tráng như này, bánh nước nào, bánh nước tàu như vậy nè, tôi bỏ rau sống vô bỏ nó cuốn hả? Ẩm đâu dạ. Cái đây là thịt nướng thôi, còn mà bánh nước là phải đây có những cái bánh dễ thương không? Dạ đúng rồi, cái này là do ba chồng em tự tráng đó. Dạ. Mình gỡ từ cái lá chuối lớp đó cho mình bỏ mình cuốn đúng không? Đúng rồi. Dạ. Thịt thấm đó hương vị giới thiệu được không bà? Dạ. Cô bán chè kìa, chè đậu đỏ đồng người của cô bán chạy bao nhiêu bịch đó? 10.000 một bịch. 10.000 nhất bản đây, nhất bản hả? Dạ. Ông bà cô chú thấy không, ghé ủng hộ cô nha, vui quá cô. Vậy Điện Bàn mình vui không? Dạ vui. Điện Bàn là quê hương quê vợ của con thôi. Đây là Điện Bàn đây. Dạ. Cô Thắng là bánh chè ngon nhất chợ Bến Điện luôn á. Dạ, cô Thắng bánh cô thường là đi vậy hả? Cô để xe. Cô để xe, cô để ngoài kia hả? Nên là cái này là cô vô là cô đi bán bùng để bán cho bà con. Dạ, cô bán được bao nhiêu năm à? Gần 40 năm rồi. Dạ. Trời ơi, tuyệt vời. Cô có số điện thoại không? Dạ. Không ạ. Cô chỉ bán trước phía trước đây thôi phải không? Dạ. Rồi, cảm ơn cô nha. Dạ. Ngon lắm. Nếu mà ăn đúng kiểu á là phải bỏ bánh nước, cuốn rau. Dạ. Dạ. Ở trong đó mình xem mắm nêm không hả? Có chị. Ở ngoài nhà từng gỡ vô lắm. Dạ. Mắm nêm ở đây ngon. Dạ, quê mình ngon. Mình muối cá cơm á. Dạ. Ngon đậm vị lắm. Ngon quá. Đưa ra ăn vậy dạ. Ngon quá. Chậm nếm trả tiền nha. Thôi. Không, cái này ăn rồi phải trả tiền. Dạ. Ngon lắm ông bà. Ghé ông rồi. Thử nè. Mình cũng lùi vội quá. Nếu mà có dịp bữa nào mình ngồi lại chị làm, chị nói là bỏ bánh đồ ra ngồi cuốn. Ủa, nhưng mà có bỏ bàn ngồi ghế, nhưng mà giờ dạ. Là giờ trừ là đông khách rồi, ngồi phía sau này nè. Tối là bữa nay nóng quá. Dạ.
Thế thôi là có khách rồi ăn là em quay luôn là ok. Dạ, rồi em hiểu rồi, em hiểu rồi, em hiểu rồi. Qua là giờ trời là đông khách rồi đó. Dạ. Hôm nay trời nắng quá, em đi. Em đi dọc dọc một xíu mà nắng quá trời quá đất luôn. Dạ. Nắng đang cho mấy người bán tết cho có không khí. Dạ. Chứ mấy bữa trước cũng mưa lạnh đó. À mấy bữa trước mưa lạnh hả chị? Đó. À hai chị bán ở đây là khoảng bao nhiêu năm rồi? Đó ở đây là năm thứ năm rồi đó. Năm thứ năm. Dạ. Gốc mình gốc người Quảng mình luôn hả? Đúng rồi. Dạ. Cái này là đặc trưng là gọi là bánh mì nướng muối ớt theo kiểu Quảng Nam á nha. Đúng rồi. Trước chợ Bình Điện. Ừ. Ghé ủng hộ hai chị em. Ủng hộ rồi hai chị em cho em chụp tấm hình luôn nha. Dạ. À, đúng rồi. À đây nha. Ừ. Yeah. 1 2 3 1 2 ok đó rồi cho hai chị em lên cái tấm hình thumbnail luôn. Yeah. À, chị ướp gia vị á. Yeah. nó đặc trưng lắm. Yeah. Ngon đậm vị không anh? Dạ đậm vị. Đậm. Yeah. Vị nó cho nó khác ở trong đó không hay là sao? Không, ở trong đó cái bún thịt nướng theo cái kiểu của miền Trung mình nó khác nha. Ở trong trong kia cái hương vị khi mình thưởng thức á là nó thấy nó khác liền. Dạ. Anh có. Dạ. Muốn thưởng thức thử món này không? Anh dạ. Ăn thử anh ăn. No. Dạ. Muốn mời anh ăn thử đi cho biết á. Dạ. Thôi làm luôn cho em một cái đi. Dạ rồi. Muốn anh thưởng thức thử đi. Dạ. Cho biết. Anh nướng quạt kìa đó. Đó đã đó hả? Dạ em nướng. Đây. À, máy chưa? Bánh mì nướng muối ớt luôn. Máy có gì đây? Máy chèo qua cái được không? Ba cái. Có hồi nãy gì đâu có dạng đâu, đứa hơn đưa hơn á. Dạ. Hai chị em. Ở trong Sài Gòn có cái quán bánh mì nướng ớt đỏ đó, nổi tiếng lắm, đông lắm. Đồng. Em cũng vào Sài Gòn một hai lần rồi. À cũng vào thưởng thức món bánh mì nướng ớt rồi. Có không? Dạ, có. Muốn trong đó luôn á hả? Dạ. Trong ở đường Tân Phú. Dạ. Em không có lên được Tân Phú. Em là dân Phú Thủ Đức. Thủ Đức à? Tân Bình ạ. Dạ. À, thì Tân Bình đó là chỗ đó có nhiều quán lắm, nhưng mà có quán nổi tiếng lắm. Dạ. Có một quán nổi tiếng à. Dạ. Đó em chưa được biết. Dạ. Rồi, đầy đủ quá. Rồi có cái gì gấp không? Em mượn em để đây giùm em gấp luôn. Em thử một vài miếng thôi nha ông bà cô chú để cảm nhận. Đặc biệt là hai chị rất là vui tính luôn á. Dạ. Đây. À, rồi em mời cô chú, anh chị và các bạn nha. Ngon. Thử miếng nữa. Dạ. Ngon. Anh thử có cứng có đồ luôn đó. Dạ. À, cứng. Dạ. Có đặc biệt ở đây là cái nước sốt nè. Dạ, nước sốt đó hả chị? Dạ. Sợ khác ở những nơi khác. Dạ. Ngon. Để về cái này vô trong hộp cho em. Ông bà cô chú anh chị và các bạn, bánh mì ngon quá, trước chợ Bình Điện luôn. Đây chia sẻ cho ông bà cô chú anh chị và các bạn nha. Nếu có dịp về quê hương thì mình ghé mình thưởng thức nha. Bánh mì cũng như là cái xe bánh mì thịt nướng này của hai chị em, xe bánh hai chị em. Hẹn gặp lại ông bà cô chú anh chị và các bạn trong các video tiếp theo của em nha. Nhớ like, subscribe và chia sẻ giúp em. Bye bye. Rồi, cảm ơn chị nha. Bye bye.